Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, nằm trong chuỗi các hoạt động của kế hoạch số 99 CKHSGDDT ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022. Giáo viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã đăng ký tham gia nhiều môn thi đấu, kể cả nam và nữ, như cầu lông, bóng chuyền. Và sau đây là video mà chúng tôi ghi nhận được về trận thi đấu bóng chuyền nam giáo viên, trường Trung học phổ thông Vị Thanh và trường Trung học phổ thông Long Mỹ, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chưa tính điện ra làm la gai với mấy ông bạn anh. Đó là trọng tài này nè.
điều. Hồi đó anh có ngồi chung bạn á. Có đây, xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Thi đã dặn ra bài ra và đi giải tin rồi gặp đâu. Có một cổ động viên là có một cái lỗ
lại lên ghế đứng không được xuống nâng ngơ. Thank you.
năm. Mốt 7 à, có gấp 3 lần. Anh em chuyên về đá. Ai mà có quyền thở tình huống hơi dài. Các công tố viên sẽ có người 17 tuổi sau. Trong này Vamos a hacer la vuelta.
bỏ lỗ đó mà chị Thư. Đó rồi. Trời. Sẽ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.